Xin chào mọi người nha mọi người. Hôm nay thì mình lên đầm nữa các bạn. Ra đầm á, dần lưới cái ông tông nữa nha. Thì mình bổ xuống rồi các bạn. Hiện giờ nãy giờ mình đi đuổi á, cho cá nó bu lại tới lưới cho nó chín nữa mà. Thì ngày mới mình xin chúc mọi người ngày mới thật là thành công nha. Đây có ngăn nữa nè các bạn. Chào các bạn đi, chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Rồi có thiếp ba nữa các bạn à. Có thiếp ba nữa nè nha đó, và ngồi bằng cỏ rồi. Thì mình đuổi cá là cho cá nó dồn lại dính nha. Cá mình tông á con. Nè mười văn được nhiêu mà nè. Đi coi chừng dẫm ba đậu của cố ngoại á, của nó nổi á. Ok. Mày tính xử cá lòng tâm của anh hả? Đó, nhận được mẻ được nhiều nè các bạn. Cũng được chừng cỡ 100 gram á. Cá bành bành không các bạn ơi, thấy ham lắm. Máu bây giờ cái tay cậu giờ nghĩ gì mà. Ví dụ làm diều á, sơn. Đó, mình bổ xuống rồi đội qua đó bổ đó. Cái mình đội đằng đó mình đuổi cá lại các bạn. Không biết dính nhiều hay ít đây. Ủa, cái đồ đâu mà cậu ấy. Hả? Đây, để xuống thăm chỗ này thử coi. Ui. Ô, ô dính nè bạn ơi. Nè. Đó, dính nè, thấy không bạn? Cậu làm nguyên trong bự luôn hả? Ừ. Tới bên kia luôn á. Rồi mình sẽ lội bển các bạn. Lội bển coi thấy không? Lội đây thì nó động sao? Mất cái lò đó các bạn. Mình nói với các bạn có nghe không? Có gì các bạn thông cảm cho mình nha. Ý! Đó, chìa khóa kim tay của mình nha các bạn. Ở đây thù lụ lên nhóc chân trời. Dạ. Yeah. Long, đã cầm cá này chứ. Giờ dòm xe cho 10 nha. 10 xuống 10 thăm lứ à. Rồi mình nãy giờ đợi cũng hơi lâu rồi nha bạn. Trời cũng tối rồi, 5 giờ mấy rồi. Thì mình sẽ xuống mình cuốn lên và mình với mấy đứa nhỏ vũ nha. Đây là cá. Khu bạn chỉ cháu cho các bạn. Cá bữa thêm một chảo nữa. Chảo vừa gọi dính ít quá. Bữa thêm nha. Các bạn hãy coi chuyện dài của nó bao nhiêu mới cọc mới ấy được nha các bạn. Đừng gần xa màn hình nha các bạn. Bạn nhớ xem hết quảng cáo ủng hộ mình nha các bạn. Để mình
quay video mà không có chịu nào hết thì các bạn hãy nhớ ủng hộ cho cậu này nha. Cậu vô đang quơ và lẳng cao về đây nha các bạn. Mà trời các bạn, hầm này sâu lắm các bạn ơi. Hầm này sâu lắm, có nhiều cá lắm các bạn, hay coi chừng. Các bạn nhớ ủng hộ chú vô nha các bạn. Chú vô nghèo lắm, sửa xe gì có 250 ngàn nha. Mới quay xong nha các bạn. Quá trời mệt luôn các bạn ơi. Cái hầm này rất là sâu quá, mình mắc lỗi không. Đây để mình quay xuống dưới cho các bạn xem có dính được con nào không. À, nội kêu ngăn về kìa. Quay các bạn nghe mình về đây. Rồi ngăn về đó các bạn. Đấy, chú vô lên. Rồi rồi. Thường xuyên xem video ủng hộ mình các bạn. Đây xuống mình cho các bạn xem mà dính được nhiều không nha. Kỳ luôn bạn ơi, dính kinh dễ luôn nè. Này mình buộc lưới vô luôn mà. Quá dính này. Quá dính nè. Cá này kho tiêu con này kia ăn ngon lắm các bạn. Quá dính nè. Rồi giờ mình sẽ cuốn về các bạn ơi, tối rồi. Dính lì ra như là chuột luôn các bạn. Thì mình vẫn xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha. Rồi. Rồi về tới nhà các bạn ơi, giờ mình sẽ gỡ cá nha các bạn. Cá hôm nay dính rất là nhiều luôn á. Đâu rồi, cá đồng lớn đâu sợ. Nay dính ba cá sặc ốc não luôn nè. Đó ra con. Đó ra con. Dữ quá. Nó ra đi, nó ra cho mười vũ ơi. Này gọi là vũ con ơi. Oh.
mình. Ra ra. Định. Đi hôm nào vậy ta? Bẻ tay. Mẹ mày nhậu quá. Má má chị còn hả chị? Cái điện thoại tao để đó, tao quay rồi lên xe. Vũ cá ơi. Tập lại từ đầu luôn.